với video về BMB hôm trước thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một mã thuộc ngành nhựa vật liệu xây dựng. Mã này đó là một đối thủ lớn của BMB, đó là nhựa thiếu niên Tiền Phong. Vậy thì nhựa thiếu niên Tiền Phong có điểm gì khác biệt với cả BMB về tình hình kinh doanh cũng như là tình hình tài chính? Mời các bạn đón xem trong video. Trước tiên chúng ta sẽ đi đến tình hình về tổng quan doanh nghiệp. Khác với nhựa Bình Minh thì nhựa Tiền Phong được thành lập sớm hơn, từ năm 1960. Tuy nhiên ban đầu thì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng phục vụ thiếu niên và nhi đồng. Đến năm 1990 thì doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển hướng sang sản xuất các mặt hàng vật liệu xây dựng nhựa, và các mặt hàng vật liệu xây dựng nhựa thì phục vụ trong các công trình công nghiệp, giao thông, vận tải, dầu khí và dân dụng. Các dòng sản phẩm chính của doanh nghiệp thì cũng giống như nhựa Bình Minh, nó bao gồm ống và phụ tùng HDPE, ống và phụ tùng UPVC, ống và phụ tùng luồn dây điện. Nhựa Tiền Phong nằm tại khu vực phía Bắc và hiện doanh nghiệp có 3 nhà máy lần lượt tại 3 tỉnh đó là Hải Phòng, Bình Dương và Nghệ An, với tổng năng lực sản xuất là 190.000 tấn trên một năm. Và ngoài ra thì doanh nghiệp có 2 công ty con hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhựa, đó là công ty cổ phần nhựa Tiền Phong phía Nam và công ty cổ phần nhựa Tiền Phong miền Trung. Và tính đến cuối năm 2021 thì doanh nghiệp có tới gần 20.000 cửa hàng trên toàn quốc, 300 nhà phân phối và 9 đại lý phân phối. Nhựa Tiền Phong là doanh nghiệp có thị phần tiêu thụ nhựa lớn nhất trên toàn quốc, với thị phần trên toàn quốc là 30%. Và ngoài ra thì doanh nghiệp có thị phần khoảng 60-70% tại thị trường chủ lực của mình là thị trường phía Bắc. Xét tới cơ cấu cổ đông thì hiện tại cổ đông lớn nhất của công ty đó là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước với tỷ lệ nắm giữ là 37.1%. Tuy nhiên hiện tại thì Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đang có kế hoạch thoái vốn khỏi NTP trong tương lai. Và cổ đông lớn thứ hai của NTP đó là công ty Sekisui Chemical của Nhật Bản với tỷ lệ nắm giữ là 15%. Đây là đối tác chiến lược của doanh nghiệp và hiện tại đang hợp tác để nghiên cứu công nghệ sản xuất ống và phụ tùng CPVC mới được sử dụng ứng dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ông Đặng Quốc Dũng hiện tại giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp và đang nắm giữ 6,87% cổ phần. Việc mà người Việt nắm cổ phần chi phối giúp cho doanh nghiệp ổn định được tình hình quản trị, đồng thời giúp doanh nghiệp không vấp phải sự thay đổi trong tư duy cũng như chiến lược kinh doanh và tạo ra sự nhất quán trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đầu vào của doanh nghiệp đó là nguyên liệu hạt nhựa PVC, HDPE và PP. Cái nguồn nguyên liệu này thì đến từ 100% từ phía nhập khẩu. Và đây là rủi ro tương đối lớn đối với doanh nghiệp trong trường hợp mà doanh nghiệp gặp biến động về tỷ giá hoặc những phát sinh trong vấn đề vận chuyển logistics. Và chi phí nguyên vật liệu thì có tác động rất lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp, khi mà cái phần chi phí này nó chiếm tới 70% chi phí trong sản xuất kinh doanh. Sản lượng tiêu thụ nhựa năm 2021 của doanh nghiệp đạt 94.120 tấn và tăng 3.42%. Doanh thu của doanh nghiệp đạt 4.995 tỷ đồng và tăng 7.52% so với cùng kỳ. Mặc dù chịu ảnh hưởng nó tương đối là tiêu cực của dịch, tuy nhiên nhờ việc thị trường kinh doanh tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, thế cho nên là nhựa Tiền Phong chịu ít tác động bởi dịch hơn so với đối thủ của mình là nhựa Bình Minh. Thêm vào đó thì doanh nghiệp đã tích trữ được một lượng lớn hàng tồn kho, nguyên vật liệu giá rẻ, cho nên là doanh nghiệp không bị ảnh hưởng quá lớn bởi cái giá nguyên vật liệu nhựa trong cái giai đoạn khi mà giá nguyên vật liệu nhựa tăng mạnh. Như có thể thấy trong biểu đồ về tồn kho nguyên vật liệu thì giá trị tồn kho nguyên vật liệu năm 2021 của doanh nghiệp đạt 652.73 tỷ đồng và nó tăng 61% so với cả năm 2020. So với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp quý 1 năm 2022 của doanh nghiệp có sự cải thiện. Tuy nhiên nhìn chung thì vẫn thấp hơn giai đoạn 2019-2020 với giá trị đạt 25,4%, trong khi giá trị và những giai đoạn trước thì đâu đấy khoảng từ 28-33%. Nhằm gia tăng thị phần tiêu thụ ống nhựa trên cả nước thì nhựa Tiền Phong đã đánh thẳng vào thị trường phía Nam và cạnh tranh trực tiếp với nhựa Bình Minh và Hoa Sen. Nhựa Tiền Phong cũng chủ động tăng mức chiết khấu đối với các nhà cung cấp tương đối cao so với một số doanh nghiệp cùng ngành. Có thể thấy là đối với sản phẩm ống nhựa PBR thì nhựa Tiền Phong họ đặt cái mức chiết khấu khoảng từ 50% cho đến 55%, trong khi đấy thì nhựa Bình Minh họ chiết khấu của họ rơi vào khoảng từ 45 đến 50%, và ngoài ra các sản phẩm khác như PVC và HDPE của họ cũng có chiết khấu cao hơn so với các doanh nghiệp khác ở đây như là Bình Minh, Đệ Nhất và Quốc Trung. Năm 2021, nhựa Tiền Phong có ký hợp đồng với công ty thủy sản Minh Phú về việc cung ứng ống nhựa HDPE DN 1400-1600 dẫn nước biển từ ngoài khơi về đất liền với giá trị hợp đồng là 100 tỷ đồng. Và ngoài ra thì
doanh nghiệp này cũng có hợp tác với cả công ty thủy sản Minh Phú từ năm 2018. Với cái chiến lược hợp tác như vậy thì doanh nghiệp sẽ có một cái nguồn tiêu thụ sản phẩm tương đối là ổn định. Xét về tình hình triển vọng thì triển vọng của Nhựa Tiền Phong cũng tương đối giống với cả triển vọng của Nhựa Bình Minh. Họ có 3 triển vọng lớn. Thứ nhất đó là triển vọng từ nhu cầu xây dựng dân dụng khi mà cái sức mua thị trường bất động sản vẫn rất lớn. Ngoài ra là triển vọng từ nhu cầu xây dựng công nghiệp khi mà cái nguồn vốn FDI đổ vào trong giai đoạn vừa rồi cho thấy sự tăng trưởng cao trong cái thời kỳ từ năm 2018 đến năm 2022. Và triển vọng từ cái nhu cầu xây dựng khi mà cái vốn đầu tư công được giải ngân. Đối với yếu tố về rủi ro thì nhìn chung Nhựa Tiền Phong họ chịu những cái rủi ro nhỏ hơn so với cả Nhựa Bình Minh. Thứ nhất là rủi ro về giá nguyên vật liệu. Mặc dù là doanh nghiệp đã chủ động trong cái việc tích trữ hàng tồn kho nguyên vật liệu giá rẻ, tuy nhiên thì cái giá nguyên vật liệu tiếp tục vẫn được dự báo là ở mức cao, thế cho nên là nó vẫn tạo những cái áp lực nhất định đến với cả khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Rủi ro thứ hai của doanh nghiệp đó là rủi ro về phía các doanh nghiệp cạnh tranh. Khi mà doanh nghiệp đánh vào thị trường miền Nam thì doanh nghiệp gặp cạnh tranh đối với cả Nhựa Bình Minh và ngoài ra một đối thủ cạnh tranh nữa đó là Tôn Hoa Sen. Đối với Nhựa Bình Minh thì họ là một doanh nghiệp mà tương đối là lâu đời ở khu vực này, còn Tôn Hoa Sen thì họ chủ động nâng cái mức chiết khấu lên khoảng 60% để giành được cái thị phần. Và tuy nhiên thì xét đến cái tình hình cạnh tranh thì nhìn chung Nhựa Tiền Phong họ gặp ít cái sự cạnh tranh hơn so với cả Nhựa Bình Minh, bởi vì là Nhựa Tiền Phong họ vẫn tập trung chủ lực tại thị trường phía Bắc, mà cái thị trường này thì chỉ có khoảng 15% các doanh nghiệp ống nhựa hoạt động tại đây thôi. Xét đến tình hình tài chính của doanh nghiệp thì cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có sự biến động so với cả năm 2020, khi mà cái giá trị tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 26%, trong đó đến từ hai yếu tố. Thứ nhất đó là tăng hàng tồn kho 68% để phòng ngừa rủi ro tăng giá nguyên vật liệu. Và thứ hai là tăng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 700 tỷ đồng. Thì xét đến cái tỷ trọng tài sản thì cái khoản 700 tỷ đồng này chiếm khoảng 14% trong cái tỷ trọng trong cái tổng tài sản của doanh nghiệp. Và ngoài ra cái khoản mục mà chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là tài sản cố định với 29%. Hàng tồn kho cũng là một cái khoản mục chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp với tỷ trọng khoảng 22% trong năm 2021. Xét đến cơ cấu nợ của doanh nghiệp thì các khoản mục nợ ngắn hạn có nhiều sự biến động, trong khi đó thì nợ dài hạn giảm đều qua các năm. Xét trong năm 2021 thì nợ ngắn hạn khoảng 2.173 tỷ đồng, trong đấy nợ dài hạn thì là 17 tỷ đồng. Trong tỷ trọng nợ thì cái khoản nợ vay của doanh nghiệp chiếm tới 74% và các khoản phải trả thì chiếm khoảng 26%. Trong đấy nhìn chung thì cái yếu tố này không được tích cực cho lắm khi mà cái nợ vay của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất là cao. Xét tới tình hình chi trả cổ tức của doanh nghiệp thì chúng ta có thể thấy ở trong bảng dưới đây, tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt của Nhựa Tiền Phong thì cũng khá là ấn tượng so với các doanh nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên cái tỷ lệ này thì thấp hơn so với cả PMP. Và nhìn chung thì Nhựa Tiền Phong họ cũng có cái lịch sử chi trả cổ tức tương đối là đều đặn với tỷ lệ khoảng 25% một năm. Tóm lại thì Nhựa Tiền Phong họ có quy mô ở doanh nghiệp lớn hơn so với cả Nhựa Bình Minh. Và ngoài ra thì họ cũng chịu cái rủi ro thấp hơn so với cả Nhựa Bình Minh. Tuy nhiên thì Nhựa Tiền Phong họ không có được cái tình hình tài chính lành mạnh như Nhựa Bình Minh. Và cái lịch sử chi trả cổ tức họ cũng không ấn tượng như là Nhựa Bình Minh. Trên đây là những đánh giá ngắn gọn về Nhựa Tiền Phong, một đối thủ cạnh tranh tương đối lớn của Nhựa Bình Minh. Nếu các bạn có câu hỏi gì có thể comment phía bên dưới và mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pytree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé.